Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong thời gian gần đây thì cơ sở đồ gỗ đồ tài Lanh được biết là cái nhu cầu dùng về hoành phi câu đối bằng gỗ ngày càng cao của quý khách hàng trên toàn quốc. Thì cơ sở đồ gỗ đồ tài Lanh cập nhật liên tục. Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2021, cơ sở có dựng xong 3 bức hoành phi lồng cuốn thư và ba bức hoành phi này được làm trên nền chất liệu đó là gỗ vụ đây cũng là các cái mẫu thịnh hành mà cơ sở đã bán chạy trong cái thời gian vừa qua đây là ba bức hoành phi chúng tôi làm cho khách buôn ở ba tỉnh khác nhau đó là thanh hóa hải phòng và bắc ninh các tỉnh đều bán chạy được các cái mẫu này và cũng đều do cơ sở đồ gỗ đồ tài lanh ra mẫu và vẽ mẫu bức hoành phi mà quý vị và các bạn đang xem có chiều dài là 2m17, chiều rộng là 67cm. Tấm ván bên trong là dày 3cm, liền tấm liền khối. Tấm ván bên trong là dày 3.0cm thì được điêu khắc thêm một bức cuốn thư. Đây là mẫu hoành phi 2 trong 1, vừa cuốn thư vừa hoành phi. Chúng ta chỉ bỏ một lần tiền, chúng ta sẽ được sở hữu cùng một lúc hai bộ sản phẩm. Và cơ sở đồ gỗ đồ thái lanh thì có bán buôn, bán lẻ, các cái tấm hoành phi mà không kèm câu đối Đó là điều lưu ý đặc biệt cho quý vị Quý vị có thể mua lẻ cũng được Không như các cái cửa hàng hoàn thiện họ sẽ bán theo bộ Thì chúng tôi có bán lẻ Và qua video này chúng ta cùng tìm hiểu về ưu điểm của gỗ gụ khi làm hoành phi câu đối Gỗ gụ nó là một trong các cái nhóm gỗ quý được sử dụng rất nhiều trong sản xuất về nội thất phòng thờ, đồ gỗ mỹ nghệ và bởi các cái ưu điểm vượt trội của nó Gỗ gụ có các cái đường vân thẳng. Màu sắc thì vàng nhạt. Hoặc là màu trắng, chúng ta để lâu ngày thì nó sẽ ngả sang cái màu vàng, màu uh, nâu thẫm, rất là đẹp mắt. Gỗ gụ thì có các cái đường uh, thân kính lớn, gỗ to và có thể thiết kế được các cái bản liền tấm này, liền tấm liền khối này, tạo cho các cái sản phẩm được uh, viên mãn và đẹp nhất. Và được điều khắc một cách uh, dễ dàng. Và khi hoàn thiện thì gỗ gụ nó đánh bóng, dễ đánh bóng Khả năng chống chịu ngoại lực tốt, ít bị cong vinh, tuổi thọ cao Và về gỗ tự nhiên thì chất liệu gỗ nào cũng có độ co ngót Nhưng chất liệu gỗ gụ và gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ là các cái dòng gỗ vừa phải Độ co ngót không cao quá mà cũng không thấp quá Đây là bức hoành phi lồng cuốn tư và những cái lời khuyên của cơ sở tới quý khách hàng đó là chúng ta nên được xem mộc trước khi hoàn thiện. Không nên mua hàng hoàn thiện có sẵn tại các cửa hàng. Bởi vì chúng ta không được xem hàng mộc thì không biết đâu là gỗ thật, đâu là gỗ giả. Và đây là các cái thang én chúng tôi làm chìm trong gỗ để giữ cho ván không bị cong vênh mối mọt. Và bước hoành phi mà dài 1m97 thì được làm 3 thang én. Còn nếu là 2m17 sẽ được làm đó là 5 thang én để cho quý vị hình dung nhé chúng tôi đang dựng 3 bước hoành phi đây là hai bước và tiếp theo chúng tôi sẽ mang ra thêm một bước nữa trên mình quý vị và các bạn bạn đang xem đây là ba bước hoành phi làm cuốn tư đều được làm cùng một mẫu giống nhau chỉ có khác nhau về kích thước chiều dài và chiều dài phổ thông ở đây thì là một m chín mươi bảy và 2m17, 1m97 nó thuộc cung đỗ đạt tài vượng và 2m17 nó thuộc cung tài lộc, cái số đỏ trong thước phong thủy để chúng ta hút tài hút lộc và cho gia chủ chúng ta tôn trọng các cái thước phong thủy số đẹp và về kiểu cách thì là giống nhau đều là hoành phi lồng cuốn thư mẫu này chúng tôi đục nổi 1.2 cm để cho quý khách tham khảo đây cũng là mẫu mã thịnh hành có thể sang năm 2022 chúng tôi vẫn duy trì các cái mẫu mã này đáp ứng tới nhu cầu người dùng ngày càng cao chúng tôi đẩy nhanh cái sản xuất số lượng cũng như là về các cái yêu cầu tính thẩm mỹ cao và cam kết với quý khách là chúng tôi sản xuất ra toàn bộ là gỗ gụ nhập khẩu từ Lào lõi 100% không có pha gỗ tạp hay là gỗ rác quý khách có quyền được kiểm tra mộc nếu quý khách đặt hàng online Chúng tôi sẽ quay rất là chi tiết từ sau ra trước cho quý vị xem Như trong video clip ngày hôm nay Chúng tôi vừa quay các cái thang én đó Quý khách muốn đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo Xin cảm ơn